Khi tôi nhìn con trẻ, nó vui vẻ, nó hát ca. Con tôi sang đây gặp bạn Queen, tên thật là Nguyên, học cùng lớp. Bạn ấy tên là Trang, học cùng lớp, nhà quận 4. Con bé sang trước kiến một tuần, và hai bạn bây giờ đã là một cặp bạn thân rồi. Chúng chơi với nhau rất là vui. Ngày hôm nay đi làm, tôi mang theo con gái của mình. Ba bạn Queen hôm nay đi làm neo, cũng mang theo con gái của mình. Tất cả những phụ huynh sang Mỹ hay sang bất kể một đất nước tư bản nào mà mang theo con cái của mình, hết thảy họ đều vì tương lai của con mình. Nói như vậy không có nghĩa là ở quê hương ta chúng ta không có tương lai, mà rằng là nếu có điều kiện, chắc chắn chúng ta sẽ lựa chọn cho con chúng ta học ở một đất nước tiếp cận với cái nền giáo dục phát triển nhất, tiến bộ nhất. Chính vì lẽ đó, khi tôi sang Mỹ, bỏ lại rất nhiều những cuộc vui, cuộc nhậu say sưa để bắt đầu một công việc mới. Giống như 12 năm trước tôi mở quán bún đậu, tôi cũng đi học ở những cái quán bún đậu khác. Tôi đi học luộc thịt, tôi đi học phớt đậu, tôi đi học nhặt rau. Đừng tưởng vận hành một cái quán bún đậu mà là dễ nhé các bạn. Không có cái điều gì là dễ kiếm tiền cả. Làm bún đậu hay là một tiệm neo thì bắt buộc cái người chủ phải hiểu rất rõ về từng ngóc ngách, từng công việc và từng cách sắp xếp vận hành làm sao để giảm thiểu tối đa chi phí. Tôi học toán rất là dốt, vậy mà tôi nhìn cái đống hàng này ấy, số quá trời số luôn, tôi muốn xỉu luôn đấy mọi người. Ngày hôm nay tôi xếp màu lên trên các kệ, mọi người nhìn thấy đấy, cứ là một cặp màu đôi đây sẽ có một hộp bột, phải sắp cái hộp nào nó vào cái bột hộp đó. Cho nên là tôi hơi bị choáng thời gian đầu, 15-20 phút đầu tôi choáng lắm. Chị chủ tiệm chị ý trả lương tôi này mọi người, chị chủ tiệm chị trả lương lắm mọi người thấy không đó, lương của tôi nha. U là trời, mọi người thấy không, lương của nhà. Và mà chị còn pha cà phê cho tôi ăn, à pha cà phê cho tôi uống, mua mì mua cơm cho tôi ăn đó mọi người. Đó, tiền cho vào túi ấm lòng rồi, thôi cày tiếp thôi mọi người ơi, cất tiền vào túi liền luôn mọi người ơi. Đủ chứ, cứ cầm đồng tiền bằng sức lao động của mình, ta nói là nó rất chỉ là hạnh phúc. Cái ví tôi đang cầm trên tay nha, các chị các anh nào mua thì liên hệ tôi nha. Đó, cuộc sống là vậy đó mọi người. Đấy, tôi lại có đâu ra một tập tiền lẻ đấy mọi người. Người gì mà lại sang Mỹ mà chả có đến cái thẻ, dùng tiền mặt không à. Mọi người mua ví rồi cứ nhắn tin tôi, ở nhà nhân viên nó ship. Tôi sang Mỹ vậy thôi, đi làm vậy thôi, chứ mọi việc ở Việt Nam vẫn đang xử lý mỗi ngày, từ việc bán quán bún đậu Cô Khang 102 xẻ thai 6 Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, và công ty bán hàng online của tôi, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng từ Mỹ, từ Pháp, từ Nhật, từ Hàn, mỹ phẩm từ Hàn, dưỡng da từ Hàn, hay cá khô, măng khô, miến, gia vị gà ủ muối, rất nhiều đồ ăn mà tôi đang bán và kinh doanh. Thực tế là mỗi một ngày tôi sẽ ngủ là tầm 2:30 sáng giờ Mỹ, tức 2:30 chiều Việt Nam. Có hôm cứ vào thứ sáu thì tôi sẽ ngủ tầm 3:30 đến 4 giờ sáng mới ngủ, nhưng 6 giờ sáng tôi lại dậy để chuẩn bị cho con tôi những bữa cơm nhẹ đi học. Cái đồng hồ tôi đang đeo trên tay là nhà tôi bán luôn đó nha mọi người. Đó, tiện thể tôi PR vậy đó. Ai thương ủng hộ tôi nha, ai không thương thì xem, ai ghét tôi thì cứ chửi tôi nha. Tôi cảm ơn tất cả những lời các bạn chửi tôi, nó đều cho tôi một động lực để tôi mỗi ngày nỗ lực, mỗi ngày cố gắng và chăm chỉ học hỏi những điều nhỏ nhất từ những thứ bắt đầu mà tôi chưa biết. Có thể tôi chưa bao giờ thích làm neo vì tôi không khéo tay, nhưng không có nghĩa là trong tương lai tôi sẽ không làm neo. Đôi khi chúng ta chưa thử thì chúng ta chưa biết chúng ta có thích hay không. Đa phần mọi người sang Mỹ có ai mà thích làm neo ngay từ ban đầu đâu. Nhưng công việc làm neo giúp cho người Việt của chúng ta ở các nước
kiếm được rất nhiều tiền, giúp cho trang trải cuộc sống cho gia đình, cho người thân, rồi gửi về cho các hiệp hội từ thiện, cho chùa, cho chính phủ để làm từ thiện giúp cho bà con, hay giúp cho rất nhiều những cái hoàn cảnh khó khăn. Thì bản thân bao nhiêu năm tôi cũng là người nhận được sự giúp đỡ của rất nhiều các mạnh thường quân, và tôi đã không làm từ thiện 3 năm nay, tôi cảm thấy rất chi là nhẹ nhàng. Tôi bắt đầu sống cho cuộc sống của mình, bắt đầu 38 tuổi bước sang tuổi 39, tôi bắt đầu hành trình mới cho cuộc sống của mình, cuộc sống của con gái tôi. Tôi sẽ làm tất cả, kể cả những việc vất vả nhất, để cho con mình được hưởng một cuộc sống tốt nhất. Ở Mỹ không có chỗ cho việc bạn lười nhác, bởi vì ở Mỹ bạn lười nhác thì bạn không đủ tiền trả bill, không đủ tiền trả bảo hiểm, không đủ tiền trả những cái thứ trang trải trong cuộc sống. Nhưng nếu như ở Mỹ bạn chăm chỉ thì chắc chắn cuộc sống bạn sẽ đủ đầy. Còn tôi chỉ có một lời nhắn nhủ đến những người mà không thích tôi ấy. Các bạn có quyền không thích tôi. Để đó, cái đấy còn một tí để mẹ ăn nốt, đừng ngồi mãi lãng phí nữa. Các bạn có thể không thích tôi, nhưng các bạn không thể nào chèn ép hay đàn áp được tôi đâu. Bởi vì tôi sinh ra, trưởng thành và có mọi thứ ngày hôm nay chính là được ươm mầm, nâng niu, được thúc mông từ những lời dè bỉu của các bạn. Có một số bạn ấy bảo tôi rằng là bê tha, xuống cấp, khốn khổ, nhục vậy ư, giờ phải đi làm dọn rác và lao công. Vâng, hãy nhìn sập tiền tôi nhận đi bạn. Bạn mơ để có được số tiền đó, ok la. Mong rằng là các bạn sẽ kiếm được nhiều tiền, cuộc sống hạnh phúc và đong đầy nha. Bye bye. Bây giờ là 7:30, 8 giờ tối, tôi ăn tối và chuẩn bị ôm con đi ngủ. 1 giờ tôi lại chốt bill đây. Thank you mọi người vẫn ăn ủng hộ quán bún đậu Cô Khan nha. Thank you. Ba về sớm thế ba? Ui dồi, em làm còng hết lưng anh ạ. Xếp sơn, hôm nay xếp hết cả sơn 2400. Muốn còng lưng luôn. Ôi giời ơi. Bà Kiến hôm nay đi cùng mẹ một ngày. Ây da.